Hàn Quốc muốn gần Nhật Bản giúp Triều Tiên tái thiết kinh tế. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết sẽ nhanh chóng cải thiện quan hệ với Nhật Bản dựa trên tuyên bố chung năm 1998, đồng thời đề nghị giúp tái thiết nền kinh tế Triều Tiên để hướng tới phi hạt nhân hóa. Ông Yoon đưa ra tuyên bố trong bài phát biểu nhân ngày giải phóng 15/8, đánh dấu 77 năm kể từ khi Hàn Quốc độc lập. Thoát khỏi sự cai trị của đế quốc Nhật Bản năm 1910 đến năm 1945. Trước đây, chúng ta đã phải thoát khỏi sự kiểm soát chính trị mà đế quốc Nhật Bản áp đặt để có thể giành lại và bảo vệ tự do của mình, ông Yoon nói trong buổi lễ tại văn phòng Tổng thống. Ngày nay, Nhật Bản là đối tác của chúng ta, khi hai nước phải đối mặt với những mối đe dọa chung thách thức quyền tự do của công dân toàn cầu. Ông Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng 5, với cam kết cải thiện quan hệ với Nhật Bản vốn căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm Moon Jae-in. Theo hãng tin Yonhap, giữa hai nước có vô số tranh chấp lịch sử. Sắp tới, Tòa án tối cao Hàn Quốc sẽ ra phán quyết về việc có nên thanh lý tài sản của các doanh nghiệp Nhật Bản tại nước này để bồi thường cho người Hàn là lao động cưỡng bức thời chiến của Nhật hay không. Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai nước phải đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế bằng cách hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, xã hội và văn hóa, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta phải cải thiện nhanh chóng và đúng đắn mối quan hệ Hàn-Nhật bằng cách nêu cao tinh thần của tuyên bố chung năm 1998 và đề xuất kế hoạch chi tiết về một tương lai toàn diện cho quan hệ hai nước. Ông Yoon nói thêm. Ông Yoon cũng trình bày chi tiết về kế hoạch táo bạo nhằm cải thiện nền kinh tế Triều Tiên, trong trường hợp nước này thực hiện các bước phi hạt nhân hóa. Đây là lời đề nghị mà ông Yoon đưa ra lần đầu trong bài phát biểu nhậm chức vào tháng 5. Theo ông Yoon, việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là điều cần thiết cho hòa bình bền vững trên bán đảo, ở Đông Bắc Á và trên toàn thế giới. Sáng kiến táo bạo mà tôi hình dung sẽ cải thiện đáng kể nền kinh tế của Triều Tiên và đời sống của người dân trong từng giai đoạn, nếu Triều Tiên ngừng phát triển chương trình hạt nhân và bắt tay vào quá trình phi hạt nhân hóa thực chất, ông Yoon nói. Cụ thể, Hàn Quốc sẽ thực hiện chương trình lương thực quy mô lớn, cung cấp hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng phát điện, truyền tải và phân phối điện, thực hiện các dự án hiện đại hóa cảng và sân bay cho thương mại quốc tế. Ông Yoon cũng đề nghị giúp nâng cao năng suất nông nghiệp của Triều Tiên, hiện đại hóa bệnh viện và cơ sở hạ tầng y tế, đồng thời thực hiện các sáng kiến hỗ trợ tài chính và đầu tư quốc tế. Phái đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan. Phái đoàn gồm các nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan hôm nay, 14 tháng 8, và dự kiến có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Theo Viện Mỹ tại Đài Loan, phái đoàn gồm 5 nghị sĩ, dẫn đầu là Thượng nghị sĩ Ed Markey đã tới Đài Loan hôm nay, 14 tháng 8. Văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho biết, phái đoàn sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn vào sáng 15 tháng 8. Đặc biệt vào thời điểm Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và khu vực với các cuộc tập trận quân sự, việc nghị sĩ Markey dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan một lần nữa thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan. Thông báo của Viện Mỹ tại Đài Loan cho biết, chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Mỹ diễn ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan từ ngày 2 đến 3 tháng 8. Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm hòn đảo trong 25 năm qua. Bắc Kinh coi chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan là hành động khiêu khích mạnh mẽ, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng chuyến thăm của bà Pelosi 100% phù hợp với nguyên tắc một Trung Quốc, không phải là động thái vi phạm chủ quyền. Thưa quý vị, tình trạng khai thác vàng trái phép tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu trong thời gian gần đây hoạt động rầm rộ, nhộn nhịp và công khai. Các đối tượng vàng tặc đã ngang nhiên dựng lán trại, đưa máy nổ phát điện, máy hơi, máy khoai, máy nghiền vào các địa điểm khai thác ngay trong lòng rừng phòng hộ để tổ chức đào hầm, khoét núi tìm kiếm vàng. Khu vực khai thác vàng giống như một đại công trường khi có tới hàng trăm người tham gia. Sau nhiều giờ đồng hồ đi xe máy, lội suối đi bộ, phóng viên mới tiếp cận được điểm khai thác vàng trái phép thuộc bản Nậm Xuồng, xã Vàng San, huyện Mường Tè, ở vị trí đỉnh núi đầu nguồn rừng phòng hộ. Phóng viên chứng kiến các phu vàng tấp nập khai thác, vận chuyển quặng vàng ra từ đường hầm sâu khoảng 200 mét. Tại đây, một số đối tượng khi thấy người lạ đã lao ra cản trở tác nghiệp. Có đối tượng thì chạy lên núi lảng tránh.
đường hầm Đà Vàng này dài sâu vô trong tận 200 mét, và đường hầm này ở tại bản Nậm Xuồng, xã Vàng Sang, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Thì ở trong cái đường hầm này là đầy đủ hệ thống điện bóng sáng choang. Khi phóng viên đến thì phóng viên bắt quả tang như thế, và sau một hồi thì họ đã tắt hết các hệ thống điện. Ở xung quanh thì toàn bộ là hệ thống máy móc như máy nổ, các hệ thống bơm nước rồi các ống nước để các vật dụng để làm vàng, và làm vàng rất công khai như ban ngày. Đây là điểm khai thác vàng nẹp trái phép tồn tại hơn 10 năm nay. Do những đối tượng làm vàng chuyên nghiệp ở nơi khác đến thuê lao động và tổ chức hoạt động bài bản. Tại hiện trường, nhóm vàng tặc sử dụng máy nổ để phát điện. Máy hơi được đặt gần một hầm khai thác sâu vào lòng đất gần 200 mét. Khu lán trại nơi đây được dựng ngay cạnh hầm để phục vụ cho hoạt động khai thác vàng. Quặng vàng được khai thác từ hầm, vận chuyển ra bãi tập kết, cho vào máy nghiền nhỏ, sau đó cho thủy ngân vào máng lọc, rồi đổ quặng và nước chảy qua máng. Vàng sẽ được thu lại ở thảm lọc dưới đáy máng. Ở đây họ trả công cao không? Thâu thù à? Bao nhiêu? 6 triệu. 6 triệu, thế thì mình làm ở trong hầm này à? Nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Đấy, bình thường thôi mà. Ở trên mình có mỗi mình hay có ai xuống nữa không? Trên đấy? Ờ. Trên đây có vào ba người, nó cũng mình, 4 người nó về chút, nó đi về hết rồi. Còn đây là đại công trường khai thác vàng trái phép tại khu vực Nậm Khá, nằm sâu trong rừng phòng hộ thuộc xã biên giới Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Để đến được khu vực này, phóng viên đã phải thuê xuồng và xe máy, đi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ đường sông và đường mòn treo leo hết sức nguy hiểm. Tại đây có khoảng 200 người dân và những đối tượng khai thác vàng chuyên nghiệp. Hơn 50 lán che bạt đã được dựng để phục vụ cho hoạt động khai thác vàng. Chung quanh hồ núi bị đào bới nham nhở. Nhiều hầm được đào thẳng xuống lòng đất và khoét sâu vào núi. Chỉ làm được cuốc thế này thôi. Cuốc này à? Cuốc xong là mình nghiền hay là cái thế cái đột thế này thôi, xong là cái buôn đột thế này. Mình đái kiểu gì? Đây vài cái đây cái này, xong làm thế này, xong nó ở dưới này, ý ở dưới này rồi. Ở đây bà con làm được nhiều cho có người được nhiều chưa? Ô, không biết, con người thì cũng được mấy chục triệu thế này. Có người thì được, cả tháng cũng có người thì cũng không được mà 2 triệu cũng có. Tại điểm khai thác vàng nẹp ở Nậm Khá, rất nhiều gia đình mang theo cả con nhỏ đến đây. Mỗi lán trại sẽ được ở theo gia đình hoặc anh em từ 6 đến hơn 10 người, ăn ở tại chỗ hàng tuần hàng tháng. Trong đó cũng có cả người chủ đứng ra tổ chức thuê nhiều lao động dựng lán, nắp máy nổ quét núi, nghiền đá, dẫn nước về lọc máng, dùng thủy ngân để thu vàng. Điều đặc biệt tại bãi vàng Nậm Khá này còn có cả những tiệm tạp hóa để bán cho những người đào vàng ở đây vật dụng sinh hoạt hàng ngày.